Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Phúc Thế Kể đây. Hôm nay mình lại hướng dẫn cho các bạn chơi cái sự kiện kho báu mất dấu ngày thứ 3. Thì mặc dù là ngày thứ 2 với ngày thứ 3 nó cũng na ná nhau, nhưng mà thôi cứ chơi đăng video cho những bạn nào mà mù đường á, các bạn có thể tìm cái vị trí của nó ha. Ngày hôm nay tụi mình đi tìm cái thung lũng Adavi. Thì cái này là các bạn nhìn vô thì các bạn cũng biết rồi, cái vị trí này thì nó dễ hơn hai cái vị trí trước các bạn. Các bạn kéo xuống ha, các bạn dịch chuyển vô cái điểm dịch chuyển mà kế gần A3 mà các bạn, cái chỗ trên cao á đây. Rồi các bạn dịch chuyển xuống, mà khi mà các bạn dịch chuyển xuống thì nó nằm giữa trung tâm của cái kho báu luôn. Ok, thì tại cái vị trí này á thì mình nhớ là mình móc cái con, mình mở cái túi đồ ra, mình lấy cái con tiên linh ra nha. Anh em nào mà có con tiên linh sẵn rồi á thì anh em bấm cái con tiên linh nó ra thì mới có cái, nói chung là mới có cái ký hiệu nha các bạn. Rồi khúc này đi thẳng trước mặt mình nó có một cái nè các bạn, nó chỉ trên bản đồ rồi các bạn ơi. Còn thôi các bạn cứ đi theo cái quỹ đạo giống như là mình đi thôi. Mình đi từ hướng này thì mình mới đi chút xíu là mình nhặt được hai cục rồi. Sau đó là mình vòng qua bên đây. Bên đây là ở trên nó có cái cục thứ ba. Khá là mau, cái gương đầu tiên khá là mau nha các bạn. Còn thì ở trước mặt nó có cái nấm bay nè, anh em bay lên rồi các bạn nhặt cái hạt này thôi, chứ không cần quẹt nguyên tố lôi vô, tại vì cái hạt này cũng thấp thôi. Khi mà các bạn quẹt xong thì nó có hiện hình cái cây sản lên trên map, các bạn thấy không? Thì mình chạy tới đó thôi. Nhưng mà chớ trêu là cái cây sản này nó nằm thấp quá, cho nên là một hồi mình đào xong là mình phải đi ngược lên trên mình nhặt cái hạt. Ok. Ok, cái này cũng như những lần kêu chiến trước là đánh hai đợt quái, sau đó là các bạn nhặt những cái hạt năng lượng, mấy con quái nó gơi ra, sau đó các bạn khai quật, các bạn nhặt cái gương đầu tiên ha. Rồi bây giờ tới cái gương thứ hai. Từ cái vị trí nãy các bạn quay đầu lại thì ở trên nóc nhà nó có một cái hạt năng lượng nữa các bạn, một cái ha. Rồi tiếp theo đó mình đi thẳng lên thì phía bên trên nó có thêm một cái nữa, nó hơi lắc léo hơn là cái đầu tiên ha. Cái đầu tiên mình nhặt một chuỗi luôn, khá là dễ. Tới cái thứ hai thì leo trèo khá là nhiều. Rồi các bạn đu dây lên đó, ok được hai hạt rồi nha. Rồi nó khi mình nhặt hạt thứ hai thì nó cũng hiện lên trên map đó các bạn, cái hạt thứ ba nằm phía bên đây. Ok, ba hạt rồi nha các bạn. Nó sau đó là nó sẽ hiện cái cây sản nữa các bạn ơi. Nhưng mà cái này thì nó không có đánh quái giống như hai lần trước nha các bạn, mà cái này là mình bay để mình thu thập cái hạt năng lượng. Đầu tiên sẽ có những hạt năng lượng nó nằm dưới đất nè, sau đó là các bạn nhảy lên cái cây nấm. Cái khúc này mình đang tìm các bạn, nhưng mà nó nằm ở trên á, các bạn nhảy lên cây nấm đó, các bạn thấy không đó, các bạn bay rồi các bạn nhặt nó thôi. Hai hạt nè đó, còn hạt thứ ba thì nó nằm ở trên cái cây các bạn. Rồi ok, bây giờ lại khai quật lên các bạn ơi. Ok. Rồi sau khi mà khai quật xong á thì từ vị trí đó mình đi thẳng lên chút xíu là mình sẽ gặp một cái trong bụi cây giống như vậy nè. Đó, thì mình được một cái rồi đúng không? Sau đó là mình sẽ đu dây qua đây. Đó, thì mình thả nhẹ xuống mình được hai cái. Rồi, cái thứ ba thì các bạn đừng có vội, các bạn đi xuống dưới nha. Các bạn leo ngược lên trên. Rồi các bạn đi theo cặp mé cái đường ven này nè. Thì các bạn thấy trước mặt mình đó các bạn, thấy không? Yeah.
Rồi, các bạn chạy lại, các bạn quay lên, các bạn lấy thôi. Ok, bây giờ nó hiện cái sẵn lên trên map thì mình đi mình lấy thôi. Khá là đơn giản nha. Thì anh em rồi chơi ngày 2, ngày 1 rồi, các bạn cũng biết hết rồi. Mình làm clip vui vẻ, giải trí anh em xem, mình nhớ cho xin một lượt đăng ký kênh nha. Tại vì mình sẽ làm full tất cả các ngày của cái sự kiện này luôn. Cho nên anh em đăng ký kênh mình lại để mình ra những cái clip mà các bạn có thể thấy nhanh nhất và sớm nhất nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Sau khi mà bêm hết mấy con quái á, thì tụi mình tiến hành là tụi mình nhặt những cái hạt năng lượng ở dưới đất nha. Sau đó là mình mở cái gương ra. Thì tới đây thì mình đã hoàn thành cái ghi chép manh mối ngày thứ 3. Và còn 3 ngày nữa là tụi mình có thể đổi những cái con bét bay bay rồi các bạn ơi. Chúc các bạn thành công nha. Đây nè các bạn. Nhưng mà mình thì mình đủ tiền rồi đó. Nhưng mà tại vì nó chưa có mở đổi thôi. Chúc các bạn thành công ha.